Như là shipper, xin chào tất cả mọi người. Ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ hướng dẫn với mọi người cách đăng ký trở thành shipper công nghệ như thế nào, và cũng như là chia sẻ với các bạn tài xế mới chúng ta nên chạy dịch vụ gì đơn giản dễ hiểu nha mọi người, từ dễ đến khó luôn. Thì đầu tiên đó chính là đăng ký trở thành shipper công nghệ như thế nào. Thì mọi người cần chuẩn bị giấy tờ như sau: chứng minh nhân dân hoặc là căn cước công dân bản gốc hoặc là photo có công chứng, giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe hay còn gọi là cà vạt xe đó mọi người. Hai giấy tờ này chúng ta có thể bổ sung sau nhưng phải có nha. Và sổ hộ khẩu, ảnh chụp bản gốc hoặc là photo có công chứng, đó là mặt giấy tờ. Cái thứ mặt lệ phí thì các bạn cần chuẩn bị 1 triệu để đăng ký quỹ. Bất kỳ app nào cũng có ký quỹ cả mọi người, thì app Ahamo cũng ký quỹ. Càng tiền quá mình có thể ký quỹ trước 200.000 cũng được, và đó là phí ký quỹ ha. Tiếp tục là phí đồng phục là 350.000, gồm có áo khoác, áo thun, áo mưa và nón bảo hiểm. Và phí để duy trì app là 50k. Đó, tất cả những đó là những gì mà chúng ta cần chuẩn bị để đăng ký làm tài xế công nghệ ha mọi người. Và sau khi chúng ta đăng ký xong, chúng ta còn một bước nữa, đó là làm lý lịch tư pháp. Lý lịch tư pháp thì chúng ta có thể làm sao? Có thể là công ty sẽ hướng dẫn các bạn làm sao. Rất đơn giản thôi. Thì đó chính là bước để trở thành tài xế công nghệ. Đó chính là các bước giấy tờ cũng như là thủ tục lệ phí chúng ta chuẩn bị để đăng ký làm shipper công nghệ. Bất kỳ hãng nào nha mọi người, chứ không phải là hãng Ahamu không đâu. Thì sau khi chuẩn bị xong rồi thì mình sẽ liên hệ ai? Nếu các bạn muốn làm chạy shipper Ahamu thì các bạn sẽ liên hệ qua Google, bấm vô ahamu.com, liên hệ cho tài xế, hoặc là gọi số điện thoại hotline 0988 047 104, và chúng ta sẽ được liên hệ đến văn phòng để nộp giấy tờ cũng như là nộp lệ phí và huấn luyện cách sử dụng app để trở thành tài xế shipper. Và sau khi các bạn trở thành shipper rồi, các bạn bước ra khỏi văn phòng đó, có app rồi, chúng ta bắt đầu chạy xe, thì các bạn sẽ rất là bỡ ngỡ, không biết là mình đang chạy dịch vụ nào. Các bạn sẽ hỏi người này hỏi người kia là anh ơi chỗ này sao, chỗ kia sao. Và bây giờ các bạn hãy đến với video thực tế chạy shipper của mình. Mình sẽ hướng dẫn các bạn chạy shipper như thế nào nha. Đầu tiên là mình bấm app lên ngoại tuyến, mình chỉnh thành trực tuyến. Sau đó thì mình chọn cài đặt nhận đơn, và mình sẽ chọn dịch vụ mà mình thích chạy. Đối với các bạn tài xế mới, chúng ta chỉ chọn siêu tốc thôi. Mình là chạy 2 giờ siêu cấp siêu tốc, và có rất nhiều dịch vụ mình chọn ha. Đồng giá 25, tốc độ ăn, giá đồ ăn siêu rẻ. Đây là dịch vụ mình đang đăng ký đang chạy ha mọi người. Vì mình đặc biệt là mình thêm cho hàng còn kền nữa, bởi vì mình có 3 ga. Riêng các bạn tài xế mới, các bạn làm gì đó cho nó đơn giản thôi, chúng ta sẽ không cho hàng còn kền. Chúng ta cũng không chạy những dịch vụ mà 2 giờ, 4 giờ gì hết. Và chúng ta đầu tiên hãy trải nghiệm dịch vụ siêu tốc trước. Bởi vì siêu tốc ta chỉ cần giao hàng một điểm thôi, nó đơn giản hơn rất nhiều. Và đây là đơn hàng đầu tiên của mình, đơn hàng siêu tốc ở quận 2, giao quận 2 luôn mọi người ha. Tiền mặt là 26.000. Chúng ta sẽ đến xem hàng là gì đây. Khi mình đến nhận hàng bất kỳ một cửa hàng hay khách hàng nào, khi mình đầy đủ đồng phục gồm có áo khoác, nón bảo hiểm, thì khách hàng sẽ tự hỏi mình là đi đâu, thì mình sẽ nói là khu vực mình đi đâu, như là tiền ship ai trả nha mọi người. Lên gỗ đúng không? Đúng rồi. Ship ai trả? Tiền ship á. Và đơn hàng này thì tiền ship là 26.000, khách hàng trả trước luôn, chỉ việc đi giao hàng thôi, không lớn tiền gì hết. Các bạn shipper mới chúng ta nên tập làm quen và sử dụng Google Maps, bởi vì nó sẽ là người bạn đồng hành với mình trên con đường đi shipper này. Vì khi mình không biết đường, không rành đường thì Google Maps chính là phương tiện duy nhất để mình có thể chạy đến an toàn, chính xác. Thỉnh thoảng chị Gò cũng chỉ sai nhưng mà cũng không nhiều đâu. Và đây là đơn hàng mà yêu cầu chụp xác thực giao hàng cho khách, thì trong app sẽ hiện lên chụp hình như thế này, mình cứ chụp hình khách hàng luôn, như vậy thì sẽ không đảm bảo không bị khóa app và công bằng là mình đã giao hàng đúng người đúng chỗ. Và luôn luôn hãy xin 5 sao trên chính cái đơn hàng đó. Khi mình kết thúc đơn hàng sẽ hiện như thế này, 5 sao cho mình nhé các bạn nhé. Đơn hàng tiếp theo của mình, tiền ship là 44k, Thảo Điền, một điểm dừng và Thảo Điền, có nghĩa là mình lấy hàng đi giao rồi đem về lại cho Thảo Điền luôn. Thay mình thấy thì địa điểm này cũng gần nhau cho mọi người, cũng không xa đâu. Thảo Điền là Thảo Điền thôi. Mình coi hàng là gì đây. Đây, hàng là đến cửa hàng Đình Phong này. Để mình vô xem hàng là gì đây nha mọi người.
lấy đồng nhân hưởng em ơi. Là sao cái đơn em đặt quay quay lại là làm gì? Cái này khăn dơ còn cái kia là khăn sạch. Là quay lại lấy lại khăn đem đây đi đúng không? Đúng rồi. Đây khăn sạch về đây là. Dạ ok em. Đơn hàng này có nghĩa là mình sẽ cầm cái đống khăn này đi giao đến nơi đó và đem về lại một giỏ khăn như thế này luôn. Thay nhìn biết phường Thảo Điền này cũng khá là gần nhau nên mình nghĩ là chạy lẹ thôi. Đây cái giỏ khăn để trên xe, mặc dù cũng hơi lớn lớn nhưng mà nó nhỏ hiều mà khăn mà khăn mặt mà. Rồi tới nơi có khách thôi mọi người. Rồi khách đưa khăn ra luôn đó, đúng giỏ khăn giống giống mình luôn. Rồi mình giao khách, mình lấy cái khăn này về, đơn giản là vậy thôi. Đơn hàng này thì trả phí qua app nên tiền sẽ cộng vô app nha mọi người, không có nhận tiền mặt gì hết. Rồi bây giờ mình chạy lại đèn đây. Em ơi giao khăn nè em. Khăn nãy nè. Rồi cũng không quên kêu khách hàng đánh giá mình 5 sao. Em gái đặt app mà. À mọi người ơi, ở quận 2 này nãy giờ mình cũng đứng nửa tiếng hồ rồi không có đơn. Bây giờ mình di chuyển về lại Bình Thạnh nha mọi người. Đây là cầu Sài Gòn, mình chỉ cần chạy qua bên đó tới quận Bình Thạnh rồi. Hy vọng là đơn hàng mình sẽ nhiều hơn. Chứ ở đây đứng đây nãy giờ cũng hơi buồn. Buồn ngủ luôn á mọi người. Nhiều lúc không có đơn phải chịu thôi. Rồi vừa qua tới Bình Thạnh là nó rang một cái đơn từ đường Suối Tỉnh đi về Bình Khai quận nhất. Ok, lên đường có hàng là gì đây? Theo như mình thấy thì đơn hàng này có ấn code 460.000. Thì khi ấn code mọi người đến xem đây là một cái nơi nhà hay là cửa hàng hay nhà trọ. Ấn code thì mọi người kiểm tra hàng hóa. Thì theo như mình biết thì địa điểm này đã từng đặt thuốc lá điện tử nhiều lần. Và đây chính là hàng thuốc lá điện tử. Nha mọi người, thuốc lá điện tử va đó. Mình giao cũng vài lần rồi nên ok. Chụp hình xác thực rồi mình lên đường thôi. Đã ứng code là phải kiểm tra, mình để xem coi người ta đứng ở đâu, đứng ở nhà hay là ở nhà trọ hay là nếu ở ngoài đường là nguy hiểm lắm. Nhà của người ta hay là shop quen thì ok. Bây giờ mình đi giao thôi mọi người. Thuốc lá điện tử này thì thường thường là giao khách hàng nhận liền à. Đa số khách đều cần cái này hết á. Wow, một em gái xinh đẹp dễ thương, mát mắt liền luôn nha mọi người, tỉnh luôn. Và đơn hàng tiếp theo là từ quận nhất Minh Khai gần chỗ mình đứng, lại quay về cái quận 2 Thảo Điền, ấn tiền code là 250k. Để mình xem coi tới nơi là gì. Đây đây là một nơi cửa hàng nem nướng. Đây là quận 2 em ơi. Và đơn hàng lần này là một bịch nem nướng The Brand gì đó. Ấn là 250k, tiền ship là 38k, người nhận sẽ là người trả hết. Rồi, mình lên đường thôi mọi người. Lại là quay về quận 2 Thảo Điền nữa kìa. Trời ơi, quận 2 Thảo Điền này vắng mọi người thấy không? Vắng tanh, vắng teo. Rồi, tới nơi rồi, gọi khách ra lấy thôi. Dạ, dạ. Và đơn hàng từ Đặng Văn Ngữ Phú Nhuận, mình đi 240 Nguyễn Quang Gò Vấp. Tiền ship là 32.000 và trả qua app nha mọi người. Anh lấy đơn 240 Quang Trung á. Lấy đơn Quang Trung Phan Dương. Em ơi anh đọc lộn á nha, 240 Nguyễn Quang mới đúng nha. Rồi, hàng của mình hôm nay tiếp tục là thuốc lá điện tử nha mọi người. Rồi, Nguyễn Quang thẳng tiến thôi. Thank you.
tên gì anh? Phan Dương đúng không? Thấy tôi đúng không? Rồi ok. Xem hàng nha. Khi khách hàng yêu cầu xem hàng, kiểm hàng thì mình cứ quay video lại trong quá trình khách đang kiểm hàng, xem hàng. Nếu xảy ra trường hợp mà đặt kỹ thuật mà khách không nhận trả về thì mình cứ gọi cho shop liên hệ lại hay là nói chuyện với nhau. Nếu mà không hơn được trả về hàng về thì mình cũng gọi cho shop coi có hỗ trợ được mình tiền ship về hay không. Thì đa số là xem hàng xong nhận hàng thôi mọi người. Mình cứ quay video lại làm bằng chứng là đã kiểm hàng rồi. Đây là đơn hàng lên xì lốc tay lấy hàng, cũng giao Nguyễn Thái Sơn, có cách gần nhau khoảng 3 cây số thôi. Đầu tiên mình vô gửi xe, xe miễn phí nha, mình cứ mạnh dạn vô gửi xe thì đơn hàng nào cũng đi đó mọi người ơi. Thì mình đi nhiều thì nó không bị tỷ lệ hủy đơn, tỷ lệ hủy đơn rất là ảnh hưởng đến quá trình đi nhận hàng nha. Rồi lên lầu, nói chung là cũng tận hưởng mới lạnh chút xíu. Rồi mình tới cái quầy Thu Ngân, mình nói mình lấy hàng, cái địa chỉ mình giao hàng ở đâu lấy hàng em ơi, là em nó tự Nguyễn Thái Sơn á. Đúng là hàng siêu tốc đoạn nha mọi người. Siêu tốc đoạn là hàng 10 kg gạo này nè. Wow, tính ra đơn hàng này hơi bị nặng nha. Nhưng mình trước giờ cũng quen rồi nên sẽ là sự cố gì cũng bình tĩnh giải quyết thôi. 10 kg gạo thì cũng bỏ lên xe thôi, xe mình cũng chở được mà. Xe mọi người thì để trước cũng được. Rồi, xe miễn phí mà, mình cứ chạy thôi. Đơn hàng này cách khoảng 3 km thôi mọi người. Chạy thẳng băng là tới. 10 kg gạo à? Siêu thị. Dạ dạ dạ. Tiếp tục thì mình có đơn hàng từ Lê Lợi, Gò Vấp về chung cư Nguyên Tự, quận 10. Tiền ship là 54k và hình như là thu hộ lên 60k luôn. Rồi mình đi lấy hàng đây. Để coi hàng là gì đây. Shipper lấy hàng cái gì ơi? Dạ đúng rồi ạ. 60.000 ạ. Giao hàng ở chung cư cho mọi người. Chị khách thì yêu cầu cứ giao cho cái người nào xuống đưa là được. Mình đang đợi khách xuống đây. Trong đây đẹp chung cư như tự rồi đó. Hàng này 60k. Chạy thẳng băng, nhẹ heo, có mỹ phẩm thôi. Đơn hàng tiếp theo là từ Đinh Bộ Lĩnh đi về Hoàng Hoa Thám. Chà, đơn hàng này ứng tới 870.000 lần mọi người. Để mình tới nơi mình xem coi hàng cửa hàng là gì đây. Đây cũng không ghi rõ nữa, ghi mặc định thôi chứ không biết là cửa hàng là gì nữa. Mình tới nơi xem sao. À, thì ra đây là một cửa hàng bán nem chua. Mình đã đi nhiều lần rồi, đặc sản miền Trung đó mọi người. Lấy đơn em ơi. Đúng rồi, Hoàng Hoa Thám, Tân Bình. Đây là bịch hàng nem chua bà trộn, ứng cốt là 870k, tiền ship là 38.000. Cửa hàng đàng hoàng thì ứng cốt thôi. Rồi mình lên đường giao hàng thôi mọi người. Nói chung thì bịch này gọn nhẹ nha, mình bỏ vô túi nhiệt luôn, gọn gàng. Chạy ra tới Cộng Hòa thì gặp Đồng Minh đang chở hàng luôn, Đồng Minh Hà Môn luôn nha. Đây là đường Cộng Hòa Tân Bình. Lúc này thì xe cũng cũng không đông lắm. Mọi người biết ra đường Cộng Hòa Tân Bình này rất là đông xe nha. Tới buổi chiều là con đường đáng sợ nhất của tất cả những người chạy xe, xe hơi như xe máy vậy đó. Kẹt xe du lịch luôn, kẹt xe mua năm. Giờ đi thoải mái ghê á. 908 hả chị? Dạ được chị. Đang ở Tân Bình thì rang cái đơn Nguyễn Thái Bình đi An Phú Đông quận 12, tiền ship là 55k nhưng lại ứng code 715.000. Mình tới coi hàng là gì đây. Thì đây là một cửa hàng chuyên bán đồ cho con chó mèo. Ok, cửa hàng đàng hoàng là được rồi. Vô lấy hàng xem hàng có cỡ nào đây. Hy vọng là hàng còn nhẹ, chạy được một thời gian xa nha mọi người.
lấy đơn đi quận 12 em, An Phú Đông á. Chị ship phải trả gì em? Bên kia trả ship à. Trả ship đúng không? À, để anh chút. Rồi, hàng là bịch thức ăn cho chó. Code là 715.000, tiền ship là 55.000, tất cả là do người nhận trả hết cho mọi người. Rồi, quận 12, An Phú Đông thẳng tiến. Trời ơi mọi người ơi, tới An Phú Đông rồi, địa chỉ nhảy tùm lum hết. Mình phải gọi cho khách hàng hỏi là đi vô hẻm bằng đường nào, đối diện cửa hàng nào, chứ bây giờ địa chỉ là thua. Mình không phải dân ở quận 12 này. Hên là anh khách hàng kỹ cũng nhiệt tình lắm. Cuối cùng cũng đến đây. Mình đây. Đúng rồi anh ơi, 787 ngàn. Mấy? 767. Giờ nó chưa rồi, mình tìm chỗ ăn trưa nghỉ trưa chút xíu rồi xem có đơn hàng quận 12 này không. Thì bình thường là quận 12 này ế đơn lắm, không có đơn nha mọi người. Sau khi ăn trưa xong thì mình quét được một đơn hàng 4 giờ. Đơn hàng 4 giờ có nghĩa là mình sẽ lấy hàng trong vòng 1 giờ và giao hàng vòng 3 giờ với 5 gói hàng. Tiền ứng là 576 và tiền ship là 143.000 cho 5 điểm dừng. Đây là 5 điểm lấy hàng, cũng ở quận 12 nha mọi người: Tô Ngọc Vân, Phan Quy Ích, Nguyễn Duy Cung và đường Tân Sơn, Gò Vấp. Thì theo như mình biết thì 5 điểm này cũng là cũng một hướng thôi, cũng không gần đâu. Nhưng mà mình cứ theo Google mình đi thôi, chứ mình không rành ở quận 12 này. Để mình coi 5 điểm giao hàng là ở đâu. 5 điểm giao hàng gồm có quận 11, quận 6 và quận 8. Cũng cùng là một hướng đi luôn, nhưng lại cũng không có gần nhau lắm. Như quận 6, quận 11 thì gần nhau nè, còn quận 8 thì hơi trên chút xíu. Đơn 4 giờ thì mình đến nơi, thì mình đọc cái địa chỉ mà mình sẽ đi giao hàng, thì họ sẽ đưa hàng cho mình thôi. Đây, đơn hàng đầu tiên mà mình nhận đơn 4 giờ. Đơn hàng này giao quận 8, giao cuối cùng luôn. Là một thùng sữa, ứng tiền. Mà đơn hàng này đã chiếm hết nửa cái baga của mình rồi. Hy vọng là những đơn sau sẽ nhỏ và không có to như thế này. Chứ thùng nào thì chắc chết quá. Rồi đơn hàng thứ hai thì là một bịch lịch, bịch sách như thế này, để lên thùng sữa cũng khá gọn nha. Ok, có ba gà thì sợ gì. Hàng là gì em? Ốc. Ứng bao nhiêu ạ? Xíu ba trả. Phải trả gì em? Và đây là tất cả những đơn hàng 4 giờ mà mình sắp đi nè mọi người. Thùng sữa, bịch mỹ phẩm và bịch sách. Và cái bịch áo nhỏ xíu này cộng với là cái bịch ốc ruốc treo bình phong xe. Đơn hàng 4 giờ thì mình đã gọi trước cho khách hết. Thì những khách nào mà ấn code thì phải gọi nha mọi người. Ấn code thì thường thường là họ mua thấy hàng mới trả tiền. Rồi bây giờ lên đường thôi. Đối với các bạn là tài xế mới á, đơn hàng 4 giờ này thì nó phức tạp chút xíu. Bởi vì khi mà mình giao hàng thất bại hay là mình gọi đến nơi mà khách nó không nghe một người thôi, thì khiến cho mình rất là rối loạn. Nhưng mình cứ bình tĩnh giải quyết cho mọi người. Cứ giao hàng bình thường rồi quay về trả hàng nếu mà khách hàng bị thất bại hay là không nhận hàng. Thì là shipper mọi người ơi, cố gắng lên. Vậy là cũng xong một ngày làm việc như bao người. Mọi người về nhà thì mình cũng về nhà. Bây giờ là chiều tối rồi. Công việc shipper có thể nó vất vả cực khổ, nhưng mình có thể tự chủ được thời gian. Mình muốn nghỉ thì nghỉ, muốn làm thì làm.
cũng như là tự do thoải mái tinh thần. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã xem video clip. Mọi người ủng hộ mình bằng cách là đăng ký, theo dõi và bình luận cho mình nha. Xin cảm ơn rất nhiều.